không nói những điều không tốt xấu người khác, và không không được nói những cái điều không tốt khi mà mình nhận hóa đơn luôn, mình cũng không có được nói luôn. Không có được phàn nàn, không có được chỉ trích, không có được nói những điều không tích cực. À, hãy nghĩ về những điều mà khiến cho các anh chị cảm thấy biết ơn. Bởi vì trong cuộc sống này chỉ có mình với luật hấp dẫn thôi. Các anh chị cho đi cái gì là mình nhận lại được cái đó. Nên là phải làm chủ suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Luôn hướng về những điều tốt đẹp. Bây giờ số các anh chị chúng ta sẽ cam kết rèn luyện cùng với Diễm điều này, các chị comment tôi ạ. À. Gọi là nói những lời ái ngữ là vậy. Nên là tại sao có những cái vị, những cái đứa giác ngộ mà chia sẻ cho mình rằng là mình cần phải dùng những cái lời nói ái ngữ. Để nói ái ngữ đó, những cái lời nói mà khiến cho người khác vui vẻ, hạnh phúc, hướng tới những cái điều tốt đẹp và thiện lành, thì mình sẽ thu hút những cái điều đó đến với cuộc đời của mình. Hãy cho đi những cái suy nghĩ tốt đẹp, thiện lành, thì những thì cái kết quả nó sẽ đến với mình. Hãy nghĩ về một ngày nếu như mà mình không có internet thì không biết là mình sẽ như thế nào, đúng không ạ? Nên là mình hãy nghĩ về những cái gì mà các anh chị nhận được, mình gửi lời biết ơn nha các anh chị nha. Biết ơn những cái công ty là đã tin tưởng và cung cấp dịch vụ trước cả khi mình trả tiền luôn. Sướng không ạ? Có nghĩa là xài xong mới trả tiền, xài điện xong mới trả tiền, đúng không ạ? Xài nước xong mới trả tiền. Cái chị thấy tuyệt vời không? Cái chị thấy họ tuyệt vời không? Cho mình vay tiền để mua nhà, mua xe, mua này, mua kia, mua nọ. Họ đã tin tưởng mình và cho mình xài trước trước khi trả tiền. Nên là mình cần phải, khi mình nhìn thấy được cái điều đó thì mình cần phải tới tháng mình phải trả tiền cho nó đàng hoàng. Nha các anh chị. Trả trước ngày hoặc là trả đúng ngày. Đừng có mà kèo nèo trả sau ngày, không chịu trả luôn. Mình làm như vậy là tiềm thức của mình biết rằng là chủ nhân của tôi không có tiền, và nhắc đến tiền bạc là chủ nhân của tôi không được nhanh, không được nhanh chóng đó. Nên là Diệp nói các anh chị tiền nó về các anh chị cũng không nhanh đâu. Nó cứ cà rề, do mình cà rề về tiền bạc đấy. Trước hay sau gì thì cũng phải đóng thôi. Là tới ngày rồi mà không chịu đóng. Phải chi á, mà mình kéo dài nó tới ngày mình không không chịu đóng, mà mình không đóng luôn á, thì ok đó, nhưng mà rồi cũng phải đóng. Thì mình hãy luyện mình cho mình trở thành một con người có uy tín, nhắc tới tiền bạc và nhanh chóng lên, thì tiền bạc về mới về với mình một cách nhanh chóng được. Chứ mình mà cà rề á, là tiền bạc nó về với mình nó cũng cà rề luôn. Thôi những chia sẻ này chắc mấy anh mấy chị công ty hóa đơn tiền điện tiền nước cái khoái lắm. Mà đó là thiệt, những chia sẻ thiệt đó nghe chị. Mình phải có được cái mình, nếu mà cái chị bảo rằng là tại vì tới ngày đó tôi chưa có tiền đâu, vậy thì do ai? Do mình chưa có cái sự chuẩn bị nó tốt, hoặc mình bảo rằng mình quên thì mình phải hẹn giờ hẹn lịch đồ vô. Đó, nếu mà các anh chị quên thì tiền bạc nó cũng quên với mình luôn, nó quên mình luôn, nó không có về. Nên là nhắc tới tiền bạc mình phải nhanh chóng lẹ làng lên cái chị nha, thì tiền với mình luôn, tiền về mình mới lẹ được ha. Nên là cái lòng biết ơn thực sự đó là mình đã xài rồi, thì tới ngày tới tháng là mình phải đóng cho người ta, chứ đừng để cho người ta lo lắng, người ta đi đòi cho xài trước mà còn phải đi đòi nữa thì hỏi sao rồi biết ơn dữ chưa. Nói cái gì là biết ơn dữ chưa? Mượn tiền xong rồi còn phải đỡ đi đòi nữa đó. Rồi hỏi sao là lần sau ai dám cho mượn không? Không ai dám cho mượn nữa hết trơn đó. Không biết ơn thì sao không có nhiều hơn là như vậy. Nên là hãy biết ơn bằng lối sống nha. Có bao nhiêu số các anh chị ha, chúng ta có chơi có chịu, và có xài là phải tới ngày mà đúng ngày phải trả cái chuyện này tôi à. Vậy thì mình mới thành công được cái chị, mình mới có một con thu hút được những dòng tiền lớn được. Không xài, còn nếu mà không muốn trả rồi đừng xài. Nếu mà đã xài rồi phải đúng ngày đúng tháng, phải uy tín. À, đó là cái một cái hành động mình thể hiện cho cái lòng biết ơn đó. Tiền bạc của mình nó tới với mình nhanh chóng lẹ làng được. Nhớ tới tiền bạc mình lẹ làng lên à, thì tiền bạc tới với mình nó lẹ nha các anh chị. Ok, vậy thì mình sẽ bắt đầu thực hành như này.
Các anh chị sẽ ghi cái câu cảm ơn đã thanh toán trên mọi cái hóa đơn mình chi trả. À, bây giờ cái chị Hoa bắt đầu khi mình chi trả những hóa đơn, mình trả tiền những hóa đơn, những hóa đơn nào mà các anh chị đã chi trả rồi thì các anh chị sẽ ghi rằng là cảm ơn đã thanh toán. Lúc đầu á, khi mà còn chưa có tiền để trả hóa đơn ha, thì tác giả đã sử dụng cái phương pháp như này, đó là viết lên trên cái tờ hóa đơn là cảm ơn vì cái số tiền, y chang như là tác giả vừa nhận được một khoản tiền, một cái tờ hóa đơn, nhưng mà ông ấy hình dung tưởng tượng rằng là ông ấy đã có cái khoản tiền để trả cái hóa đơn đó rồi, vừa nhận được một cái tấm séc nhận tiền để chi à, để cái cảm xúc vui hạnh phúc. Sau đó khi có tiền để trả thì tôi sẽ viết thêm là cảm ơn đã thanh toán. Anh chị nha, vậy thì chúng ta thực hành như sau. Hôm nay các anh chị hãy lấy ra các hóa đơn chưa thanh toán và thực thi cái sức mạnh của lòng biết ơn bằng cách viết lên đó dòng chữ cảm ơn vì số tiền. Có nghĩa là bữa giờ mà nhận những tờ hóa đơn nào mà chưa trả đó, mà mình bảo rằng là mình chưa có đủ tiền để mình trả đó, thì mình sẽ lấy những cái tờ hóa đơn đó ra, các anh chị ghi vào là cảm ơn vì số tiền, và các anh chị hãy cảm nhận cái sự biết ơn vì mình có tiền để thanh toán hóa đơn ấy, bất kể là mình đang có tiền thật sự hay chưa. Dung tưởng tượng là sao ạ? Khi mà các anh chị biết ơn cảm ơn vì số tiền, các anh chị hình dung tưởng tượng là mình đã có được cái số tiền đó và mình đã chi trả hóa đơn này xong rồi, các anh chị sẽ cảm thấy rất vui, rất là hạnh phúc, để mình chuyển hóa đi những cái cảm xúc không tích cực khi mà mình thấy những hóa đơn. Còn nếu như anh chị nào mà mình nhận được cái hóa đơn mà điện tử, hóa đơn mà trên online thì sao ạ? Thì các anh chị cũng sẽ bấm mình chỉnh sửa trên online đó, mình ghi trên cái tờ hóa đơn điện tử luôn là cảm ơn vì số tiền. Chẳng hạn như hàng tháng hóa đơn tiền điện internet gửi qua cho mình, nhưng mà gửi qua điện thoại, gửi một cái hóa đơn, một cái bill trên điện thoại đi, thì các anh chị sẽ dùng edit sửa chỉnh sửa đúng không ạ, ghi là cảm ơn vì số tiền vào và hình dung tưởng tượng đó là mình đã có cái khoản tiền để mình trả cho cái hóa đơn này rồi. Nó khiến cho các anh chị vui vẻ và hạnh phúc như nào, mình chuyển đổi cảm xúc ngay lập tức luôn. Sau đó các anh chị tìm 10 cái hóa đơn mà bạn đã trả trong quá khứ và viết lên mỗi hóa đơn ấy từ nhiệm màu là cảm ơn đã thanh toán. Và khi biết viết lên những mỗi cái tờ hóa đơn, hãy cảm thấy là biết ơn nhiều nhất có thể vì bạn đã có tiền để thanh toán. Càng có nhiều lòng biết ơn với những hóa đơn đã thanh toán thì bạn sẽ thu hút nhiều tiền bạc đến với mình, hay chưa? Anh chị mà càng biết ơn những cái hóa đơn mà mình đã thanh toán thì mình sẽ thu hút nhiều tiền bạc hơn đến với mình. Bởi vì sao ạ? Vì ví dụ như các chị nè, thói quen cũ của mình khi mà mình vừa nhận tờ hóa đơn là bắt đầu cảm xúc của mình không vui và mình nghĩ tới cái việc là mình không có đủ tiền để trả, đúng không ạ? Thì bây giờ mình thay đổi thói quen khi mình nhận cái hóa đơn, mặc dù là mình chưa có đủ tiền để trả, nhưng mà các anh chị cũng hãy hình dung rằng là mình đã có đủ khoản tiền này và mình đã thanh toán rồi. Mình sẽ ghi vào cái tờ hóa đơn đó là gì ạ? Cảm ơn vì số tiền, vì số tiền mình đã nhận được đó và mình đã thanh toán được hóa đơn đó rồi. À, sau đó nha, sau đó là để mà cái anh chị mà sợ những cảm xúc cũ nó quay về, sau khi mình hình dung tưởng tượng xong, thường là cái cảm xúc cũ nó hay quay về, nó bảo rằng là ê, nhưng mà vẫn chưa có tiền trả các thứ. À, thì ngay lúc này các anh chị hãy lấy cái 10 cái tờ hóa đơn mà mình đã thanh toán rồi á, 10 tờ hóa đơn mà hồi xưa mình đã thanh toán rồi, à, các anh chị viết vào cái dòng chữ là sao ạ? Cảm ơn đã thanh toán. À, và các anh chị cảm thấy biết ơn vì mình trước đó mình đã có tiền thanh toán để chi ạ? Và mình cứ lặp đi lặp lại một tờ hóa đơn, mình viết cảm ơn đã thanh toán và mình đã biết ơn vì mình đã có cái khoản tiền mình trả hóa đơn này. Cái tờ thứ hai, tờ hóa đơn thứ hai mình cũng làm y chang vậy, mình sẽ ghi vào cảm ơn đã thanh toán. À, và các anh chị biết ơn vì mình đã có những khoản tiền thanh toán hóa đơn này. Lặp đi lặp lại 10 lần như vậy, tiềm thức của mình nó tin luôn. Quan trọng ở đây đó là mình đang chuyển hóa cái cảm xúc. Và có một cái công cụ để giúp cho cái tiềm thức của mình nó trở thành niềm tin là mình đã có tiền mình thanh toán thiệt, đó là lặp đi lặp lại. Nên là tại sao tác giả ở đây chia sẻ ra ngay chỉ phải lấy ra 10 tờ hóa đơn và mình phải ghi đúng như vậy, mình thực hành đúng như vậy để nó có được cái sự lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại 10 lần như vậy là tiềm thức của mình nó tin luôn là chủ nhân của tôi đã có khoản tiền nó thanh toán rồi. Thì tự dưng nha các anh chị nha, tự dưng cái những cái khoản tiền nó sẽ được thu hút về các anh chị như hơi thở luôn, khi mà bên trong của mình bắt đầu có được cái niềm tin.